Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Leicester City và Tottenham trong khuôn khổ vòng 38 giải Ngoại hạng Anh. Thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng đấu thứ 37 đã khiến cho thầy trò Brendan Rodgers đánh mất đi quyền tự quyết bởi Liverpool đã có chiến thắng 3-0 trước Burnley sau đó. Hiện tại, Leicester City đang có cùng 66 điểm với Liverpool, nhưng xếp thứ 5 vì kém chỉ số phụ. Áp lực lúc này là vô cùng lớn bởi họ buộc phải thắng Tottenham và chờ đợi The Cop sẩy chân. Trong khi đó, Tottenham cũng đang rơi vào một tình cảnh tương tự khi để thua Aston Villa với tỷ số 1-2. Tottenham Hotspur vẫn còn cơ hội để giành vé Europa League khi kém West Ham đúng 3 điểm, nhưng họ phải cạnh tranh với Everton vì có cùng điểm số. Chủ nhà Leicester sẽ thiếu đi sự phục vụ của Justin, Harvey Barnes, Dennis Under và Junior Evans vì các chấn thương khác nhau. Ở trận đấu tới, huấn luyện viên Brendan Rodgers nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 với Iheanacho thế chỗ của Ayoze Perez, Maddison chơi ở vị trí số 10 và Ricardo Pereira thế chỗ Albrighton nơi hành lang cánh phải. Bên kia sân, hai cái tên sẽ vắng mặt vì chấn thương đều ở hàng thủ. Đó là trường hợp của Davies và Tanganga. Điểm tựa vững chắc của Spurs vẫn là hàng công với sự góp mặt của những cái tên như Harry Kane, Son Heung-min và Gareth Bale. Thành tích đối đầu hiện vẫn đang tạm nghiêng về phía Tottenham với 3 trận thắng, nhưng đã để thua 2 trước Leicester trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Cả hai đội đều đang có chuỗi phong độ không mấy ấn tượng, khi trong cả 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Leicester City, Tottenham đều chỉ có được 2 chiến thắng. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Leicester City sẽ chấp Tottenham 1/2. Trận thua đầy bất ngờ trước Aston Villa tại vòng 37 Ngoại hạng Anh đã khiến người hâm mộ Tottenham cực kỳ thất vọng khi cơ hội để góp mặt vào nhóm tham dự cúp C2 là rất thấp. Đội bóng sẽ buộc phải chiến thắng ở trận cuối, cùng với đó trông chờ vào may mắn mới có thể hướng đến mục tiêu của mình. Dù vậy, việc gặp Leicester City ở trận đấu vòng 38 sẽ là thử thách không hề nhỏ bởi trong quá khứ, gà trống đã không ít lần gặp khó khăn trước bầy cáo. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 3. Cả hai đều có hàng công chất lượng và chơi bùng nổ. Điều này khiến người chơi có thể đặt niềm tin vào một trận cầu cởi mở và có nhiều bàn thắng. Đặc biệt là cả hai đội đều rất cần một chiến thắng để đạt được mục tiêu của mình. Dự đoán của Thể thao Văn hóa, hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số 2 đều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.